Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 25. Trong bài học số 25 chúng ta sẽ cùng nhau làm một loại trà sữa rất là đặc biệt. Trà sữa có tên là lục trà sữa lá nếp. Để làm được lục trà sữa lá nếp, các bạn cần những nguyên liệu và dụng cụ sau. Nguyên liệu bao gồm lá nếp, trà xanh, bột sữa, sữa tươi, kem béo, đường nước, sữa đặc, đá và trân châu đen. Về dụng cụ các bạn cần: bình ủ trà, bình lắc, rích đong. Các bạn cần một số dụng cụ cơ bản: muôi, thìa, xúc đá. Sau khi các bạn đã có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ rồi, chúng ta cần trải qua cụ thể là 6 bước. 6 bước đây tôi sẽ giới thiệu các bạn từ đầu đến cuối. Đầu tiên luôn là bước 1. Các bạn hãy lưu ý về phần bước 1. Chúng ta cần chuẩn bị toàn bộ dụng cụ nguyên liệu ở trên bề mặt làm sao các bạn dễ thao tác nhất. Các bạn sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 2. Bước thứ 2 là bước lựa chọn lá nếp. Lá nếp các bạn lựa chọn: một là lá yêu cầu phải tươi, màu xanh đậm. Các bạn không nên dùng lá non. Trong quá trình sơ chế thì các bạn sẽ phải loại bỏ những cái phần mà không dùng được. Ví dụ như lá vàng, lá úa, lá sâu, bệnh, các bạn phải loại bỏ hết. Sau khi chúng ta loại bỏ xong phần mà không sử dụng được, chúng ta sẽ tiến hành bước đun lá nếp. Các bạn đun bằng cách như sau. Các bạn lựa chọn rửa sạch và chúng ta cắt khúc lá nếp như thế này. Các bạn cắt khoảng độ một chiều dài khoảng độ 5-7 cm. Chúng ta phải cắt nhỏ, không để lá quá dài, bởi vì đặc điểm của lá nếp là khi các bạn cắt xong, lá nó sẽ kẹp vào nhau, nó sẽ khít vào nhau như thế này. Cho nên mục đích chúng ta cắt ngắn để dễ dàng trong việc đun nấu. Tiếp theo đó là để cái phần lá nếp nó không bám vào nhau, nó bám cứng vào nhau như này. Các bạn cố gắng tách nó ra. Thời gian đun lá nếp chúng ta sẽ đun trong vòng 5-7 phút. Đầu tiên lá nếp màu xanh, khi bạn đun được 5-7 phút, lá nếp sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng nhạt. Có nghĩa là trong trường hợp này lá nếp đã thoát ra hết mùi và hương thơm, sẽ hoàn toàn có trong nước để chúng ta pha trà về sau. Các bạn lưu ý, sau khi chúng ta đã qua cái bước lựa chọn lá nếp thì các bạn sẽ chuyển qua cái phần gọi là phần ủ trà, ủ nền trà rất là quan trọng. Đầu tiên các bạn rửa sạch lá nếp, các bạn cắt khúc ngắn, sau đó thì các bạn cho vào nước nguội, các bạn đun sôi trong vòng từ 5-7 phút. Ở phần này các bạn thực sự lưu ý đó là chúng ta để chế độ lửa nhỏ nhất, nếu bạn dùng ga là bạn điều chỉnh tốt nhất. Còn nếu như các bạn phải sử dụng bằng bếp từ thì các bạn có thể để ở mức nhỏ nhất, sau đó thì thỉnh thoảng chúng ta phải ngắt đi để nó ủ cho lá nếp nó thơm. Còn nếu các bạn cứ để tốc độ cao hoặc là có một số loại bếp từ rất là mạnh như vậy thì nước sẽ bị nguội hết, bị bay bốc hơi. Xong cái phần ủ trà, các bạn đun lá nếp trong khoảng độ 5 phút. Như vậy là cái nước của chúng ta có hương thơm. Từ lúc đó các bạn nhúng trà ngay lập tức, thì lấy cái đấy là cái cốt trà để chúng ta làm trà sữa tiếp theo. Sau khi bạn có được cốt trà rồi, chúng ta sẽ đong toàn bộ nguyên liệu bao gồm sữa tươi, kem béo, đường nước và sữa đặc, các bạn cho vào thân bình lắc. Đó. Thời gian các bạn đong sữa tươi, các cái nguyên liệu cho vào bình lắc thì cũng là lúc mà trà sữa của cái cốt trà chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Sau khi các bạn đong nguyên liệu cho vào bình lắc xong, chúng ta tiến hành phần lấy bã trà. Các bạn lấy bã trà ra và các bạn cho bột béo vào, bạn khuấy đều làm tan trong nước trà khi còn đang nóng. Bước tiếp theo, các bạn làm nguội trà bằng cách chúng ta cho đá vào, khuấy để cho nguội trà. Xong chúng ta cho tất cả hỗn hợp vào trong bình lắc, lắc thật mạnh từ 8-10 lần. Như vậy là chúng ta hoàn thành cái quá trình pha trà sữa, lục trà sữa lá nếp. Và cuối cùng các bạn chút ra ly, chúng ta không quên cho phần trân châu vào để phục vụ khách. Đó là các bước tôi giới thiệu qua 6 bước. Và sau đây thì chúng ta sẽ làm từng bước một. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ ở trên bề mặt làm sao cho dễ dàng thao tác nhất. Bước thứ hai, các bạn sơ chế lá nếp. Lá nếp chúng ta đã sơ chế rồi. Sau khi sơ chế lá nếp xong, chúng ta chuyển sang bước 3, đó là bước ủ trà. Và bước ủ trà các bạn lưu ý,
lá nếp luôn được đun trước với cả nước nguội. Sau đó thì chúng ta mới nhúng trà vào. Bây giờ chúng ta sang phần nhúng trà. Phần này là phần nước đun lá nếp. Sau khi các bạn đun sôi, chúng ta lưu ý trước khi nhúng trà vào, các bạn để ở nhiệt độ 90 độ. Chúng ta không dùng nước đang sôi, bởi vì như vậy là trà sẽ bị đắng. Trong thời gian trà đang ủ trà, chúng ta bắt đầu tiến hành bước phần tiếp theo, đó các bạn đong toàn bộ nguyên liệu vào bình lắc. Sau khi các bạn đã chuẩn bị được phần nguyên liệu, các bạn nhớ là cho hết vào bình lắc. Phần trà, phần cốt trà hiện nay vẫn đang rất nóng, thì các bạn sẽ tiến hành phần bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ pha bột sữa vào trong nền trà đang nóng. Quan dùng kẹp. Ở thời điểm này, nước trà vẫn đang nóng, bạn chú ý nhé. Chúng ta sẽ trộn bột sữa. Các bạn trộn đều bột sữa. Sau khi bạn trộn đều bột sữa, các bạn sẽ làm nguội trà bằng cách chúng ta cho đá vào để làm nguội. Sau khi nền trà được làm nguội bằng đá, các bạn chuyển sang bình lắc, bao gồm tất cả các nguyên liệu đang nằm ở trong này, là chúng ta lắc mạnh từ 8 đến 10 lần. Như vậy là tôi với các bạn vừa trải qua 6 bước làm một loại trà sữa rất đặc biệt có tên là lục trà sữa lá nếp. Về cái phần lục trà sữa lá nếp thì ở cái phần cốt trà là phần rất là quan trọng. Thì các bạn cần rất là lưu ý khi làm cốt trà lá nếp. Đầu tiên, lá nếp các bạn phải chọn những lá nếp già, và trong quá trình sơ chế thì các bạn lưu ý phải loại bỏ tất cả những phần không sử dụng được. Việc thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là phần đun lá nếp để làm cốt trà. Các bạn lưu ý là cắt nhỏ lá nếp ra và các bạn đun ở nhiệt độ thật nhỏ. Như vậy thì nó sẽ không bị mất hơi, không bị bay hơi. Sau khi mà các bạn đun lá nếp xong, hương thơm được tỏa ra ở trong nước, thì lúc đó chúng ta sẽ cho trà vào để nhúng. Các bạn lưu ý là đây là lục trà sữa, nên cái phần trà xanh thì các bạn không được nhúng. Các bạn không nên nhúng khi mà nước trà vẫn đang rất nóng. Các bạn để nó nguội ở nhiệt độ khoảng độ 85 đến 90 độ C. Như vậy là cái vị trà nó sẽ không bị chát. Tôi chúc các bạn thành công.